Tôi thì có sử dụng phân bón thông minh thì từ đầu vụ đến nay lúa thì được 15 ngày rồi. Thì qua nhận xét thì tôi thấy thì cái lúa nó phát triển cũng tốt. Đến nay cái lúa thì theo như so với bên ngoài thì thấy nó cũng có cái màu hơi xanh hơn chút. Nhưng mà từ đầu vụ tới nay nó xanh nó tốt đều hoài. Riêng về cái ống bưu vàng thì tôi thấy như nó không chết. Rồi chú có thể nói thêm về cái bên phân bón thông minh và phân bón thông thường những cái lúa nó như thế nào? Đến nay thì cũng thấy cũng chưa có đỏ lắm, nhưng mà thấy bắt thường mình thấy cái lúa mình do bón phân thông minh thì nó hơi tốt hơn, cái màu xanh hơn cái lúa kia một chút.